Quang Hùng là một nhân vật nó quá khác biệt so với tôi. Nhưng tôi dựa trên một cái điều đó là tất cả đã là con người thì đều có những cái tâm lý chung, rồi mới có những cái phần riêng của họ. Đến bây giờ tôi vẫn còn có những cái nỗi lo ở trong mình rằng mình làm như thế nó có đạt được cái yêu cầu của nhà sản xuất, của đạo diễn, của ekip hay không. Bởi vì tôi đã chọn một cái cách thể hiện nó không giống như những người khác thể hiện những nhân vật đồng tính. Tôi không thể hiện một cái gì về bên ngoài của mình, mà tôi chỉ điểm suốt một số cái, đôi khi nó là đạo cụ, những cái nó rất là kín thôi. Tôi không muốn nó là ví dụ mặc một cái áo thật lòe loẹt hay cái gì, nhưng tôi đi một đôi tất nó khá là sặc sỡ chẳng hạn, thì đấy là cái cách mà tôi muốn thể hiện. Và một phần cái tâm lý ở một số chỗ, ví dụ như là gặp lại cái người bạn trai của mình rất là thần tượng, và đấy cũng là một cái phân đoạn diễn rất là khó đối với tôi.